អង្គុយចុះបាទអង្គខ្ញុំរះប្រកាសបន្តឃើញដំណើរការនីតិវិធីសហការសួស្តីលោកឯកហ៊ឿនបាទបាទយើងបន្តដំណើរការនីតិវិធីសហការតទៅទៀតលោកឯកហ៊ឿនបាទតទៅនេះអង្គរះផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហប្រញ្ញាឬក៏នឹងសហមិត្តវិនិយោគកំពុងដើរមិនដឹងរំនេះដើម្បីមានឱកាសតកាងតាមតម្រុះដីដល់ចំពោះសាក់សីឯកហ៊ឿនបន្តបាទ Merci, Monsieur le Président. Je vais encore poser des questions pendant environ 35 ou 40 minutes. Les 20 dernières minutes, Monsieur le témoin, je sais que la journée était longue et que vous êtes peut-être fatigué. Donc je vais vous demander d'être concentré pour aborder un dernier grand sujet. Cet après-midi, c'est celui du sort des Vietnamiens habitant au Cambodge et puis celui des Vietnamiens ou des Khmers venus du Cambodge à Krom. Et je vais commencer par lire un extrait de votre déclaration devant les juges d'instruction. C'est le document E319.1.32. Aux questions-réponses 33 et 34. Question 33. Y avait-il beaucoup de Khmer Krom, c'est-à-dire Khmer du Cambodge de Laval, situé dans le sud du Vietnam actuel, qui est vécu dans votre région entre 76 et 78? Savez-vous ce qui leur est arrivé? Vous avez répondu à la réponse 33. Non, il n'y avait pas de Khmer Krom qui ait vécu dans la région. Il n'y avait que des Vietnamiens. Les Vietnamiens nés au Cambodge étaient accusés d'être Yuan. Les Vietnamiens qui sont venus du Cambodge à Krom, comme ma mère, du village de Trapping Chray, par exemple, ont tous été exécutés. Question 34 de l'enquêteur. Je pense que vous et moi, nous sommes en train de parler des gens du Cambodge à Krom. Quels étaient les critères qui justifiaient une exécution? Et vous avez répondu à la réponse 34. Les Vietnamiennes mariées à des Khmers devaient être exécutées. De même, les Khmers mariés à des Vietnamiens, des villages entiers de gens ont été exécutés. Fin de citation. Alors, j'ai un certain nombre de questions à vous poser par rapport à ce que vous avez dit dans ces réponses-là. Et tout d'abord, vous avez dit que les Vietnamiens nés au Cambodge étaient accusés d'être des Yuan sous le régime du Cambodge démocratique. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi l'emploi du terme Yuan serait péjoratif ou méprisant ou insultant? បាទសូមជម្រាបប្រសាខ្ញុំពោះយួនដែលកើតកំណើតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាគឺនៅមាននៅឃុំប្រាំងធំចុងខាងត្បូងហើយនៅស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងជ្រៃយួននោះនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងកប្រែនៅជាប់ក្នុងភូមិប្រាំងកោះមានប្រមួយបំពេញគ្រួសារហ្នឹងខ្លះប្រពន្ធយួនប្តីខ្មែរអាខ្លះ ប្តីខ្មែរប្រពន្ធយួនគឺមានទាំងអស់គ្រួសារហ្នឹងគេនាំទៅព្រៃផែនការនិយាយខំឲ្យនាំទៅព្រៃ
ไอ้ใส่แก้มปนยวนกิถากําบัดเตาไอ้แก้มเองนูจ๊ะเนาะยีอันจองเตาเฮียนโซนมวยกิเอาหาอันจิลเตาก้อยอ่ะกิหุ่นขนองเอามาวิ่งก็มันหมอจังเตาไว้ยะเตามวยปนเตาเตาดอลเปรยออดเคยหลอกมาวิ่งเทจับทํานังหายอันนั้นเฮืองยวนนั่นกิออดอยู่นูปราออดสู้ไอ้เต้กิโยยําลาบกําลัง Je n'ai pas bien compris de quelle personne vous avez parlé. Est-ce que c'était quelqu'un que vous connaissiez ou quelqu'un de votre famille? Est-ce qu'il y a eu également des arrestations de Vietnamiens habitant au Cambodge ou de Vietnamiens de Khmer venus du Kampuchea Krom après que Khom soit parti du district de Tram Kat en 1967. Est-ce que les arrestations, les exécutions ont continué après? บ่ยายคมเจ็งตู้นั้นเจ็งยายคมเจ็งจัดตะ6ខែ3គាត់เจ็งบาดពីស្រុកហើយទៅខេត្តកោះកុងហើយហើយចាត់ទៅ6ខែ3នឹងមានផែនការបោះសម្អាតយួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដោយស្រុកមរយប្រាំចឹងផែនការទៅចាយមិនដឹងគាត់ទទួលពីមិនដឹងទទួលពីស្នាក់ណាទេគាត់ប្រជុំសម្រេច ឲ្យឈ្មោះឡានហៅម៉ូននឹងដើរចាប់បងប្អូនវៀតណាមដែលនៅក្នុងស្រុកមរយប្រាំនោះគឺចាប់ប្រមូលទាំងអស់ទៅលើគីមួយថាឲ្យមីឃុំប្រមូលជនជាតិយួនដាក់មកដុំគេយកឡានមកដឹកដល់បាន3ថ្ងៃឡានយកឡានអាយ៉ាមកអាឡានវែងនឹងទៅដឹកដឹកនឹងដឹក ទី1ឃុំលៀតបោទី2ឃុំបពេលទី3ឃុំតភេមទី4ឃុំគូទី5ឃុំអង្គតសោមទី6ឃុំញញងឃុំសំរងហ្នឹងអានឹងចាក់ការខ្លួនឯងតាមឃុំហ្នឹងមានយោទីប្រមាណឃុំបង្ខំឃុំដែលដាច់ពីយ៉ាលពីប្រេងហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះឡានហៅមួយហ្នឹងទៅដល់ដឹកហ្នឹងបូនថ្លៃតែមុខតលហ្នឹង Bien, je vais essayer de reprendre les choses de manière un peu chronologique. Tout d'abord, est-ce qu'il y a eu une période au départ où les Vietnamiens du Cambodge étaient échangés contre des Khmer du Kampuchea Krom? Est-ce qu'il y a eu ces échanges? បានជំរាបសាមានប៉ុណ្ណាកាលពីឆ្នាំ72សេនារ៉ាលលន់នល់គេកាន់អំណាចវាជាជនមកដុំកនដែតមករយមួយរយ៧គឺរត់ចូលទៅស្រុកយួនទៅនៅស្រុកយួនដល់ពេលដោះទូតាំងប្រទេសតាមុកយកយួននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានឹងទៅដូរយកខ្មែរនៅស្រុកយួនដល់ដូរបានយួនមកអាយួននឹងវាទំនោរសហគមន៍ទេចេះតែលួចចប់លួតកបិតលួចបន្ថោក្នុងសហគមន៍បរដាក់ទឹកបោះឆ្នាំបោះចានបរដាក់ទឹកអញ្ចឹងតាមុកលែងដូរហើយបាក់គ្រប់គ្រងអពុអានឹងលែងដូរ
ກັບດາໄດ້ຈາຍឲ្យແຜນການໄດ້ຈາຍໄດ້ຈັບປະມູລຢູ່ຕົບອັດບັດນັ້ນອັນນັ້ນຍົກນັ້ນໄດ້ໂດໂດນັ້ນຢູ່ຫມົ້ນນັ້ນອັດສົກເດຍົກລ້າງດາລួយຈອບລួយກໍລួយອັນນໍບໍ່ດັດຕຶກໃຫ້ຮໍອີ່ຖືການມີໃດຈັ່ງລະຕົມຫມົກແດງໂຕໃຫ້ Est-ce qu'il y a aussi eu des Khmer Krom ou des Vietnamiens qui ont été ramenés du Vietnam lors d'incursions de l'armée du Kampuchea démocratique en territoire vietnamien? D'accord. Vous avez dit alors dans votre réponse à la réponse 62 de votre procès-verbal d'audition E319.1.32 que ensuite ils ne faisaient plus d'échange de Vietnamiens, mais qu'ils exécutaient ceux qui se trouvaient sur le territoire Khmer. Fin de citation. Pouvez-vous nous dire à partir de quand les échanges se sont arrêtés? Et donc, quand les exécutions ont commencé? ដល់ដល់ដូរវាគ្រប់គ្រងអត់បានលែងដូរចឹងហើយដល់ឈប់ដូរពួកកម្មជាក្រុមអត់មានមករស់ក្នុងស្រុកទាំងកោះទេអត់មានទេវាតែជួនជាយួនកំណត់នៅជុកខ្មែរហ្នឹងហ្មងហើយប៉ុលពតគូសម្រាប់ជួនជាយួនចំពោះលុនណុលគូសម្រាប់ជួនជាយួនដែរប្រមូលយកដាក់ក្នុងតកែវក្រុងហ្នឹង ប្រមូលយកដាក់ក្នុងតកែវក្រុងហ្នឹងប្រមូលយួនរាប់មុនរាប់សែនយកដាក់ក្នុងសាលាសាលារៀនគេហៅថាសាលាដៃ5សាលាហ្នឹងកម្ពុជាជំនួសចម្លាក់គេធ្វើដៃ5ម្ខាងគេហៅថាសាលាដៃ5ហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងហ្នឹងហើយឲ្យទៅហ៊ានន้อมគ្នាទៅវត្តបាញ់លឺសូកកើបដីដូចគេច្បាំងគ្នាខប់ទួយខប់ធំជុំមនុស្សរាប់សែនសិតតែយួនបាញ់សម្លាប់ទាំងអស់ Oui, nous allons nous limiter à ce qu'a fait le régime de Pol Pot, étant donné que c'est cela que nous examinons ici. J'ai une question de clarification à propos des gens de Khmer qui venaient du Kampuchea Krom, donc qui étaient installés au Kampuchea Krom depuis longtemps, qui parlaient peut-être Khmer à la maison. Selon les Khmer Rouges, est-ce que ces gens-là étaient-ils considérés comme des Cambodgiens à part entière ou bien étaient-ils assimilés à des Vietnamiens? បាទសូមជម្រាបវិជាជនកម្ពុជាក្រមអត់មានមករស់នៅតកែវទេគ្រប់ស្រុកទាំង 5 ហ្នឹងអត់មានកម្ពុជាក្រមមកទេមានតែជនជាតិវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងកម្ពុជាកំណើននៅកម្ពុជាហ្នឹង
Bien, nous allons examiner plus tard quelques documents à ce propos-là. Vous avez donc dit à la réponse 34 que j'ai citée tout à l'heure que les Vietnamiennes mariées à des Khmers devaient être exécutées et que c'était la même chose pour les Khmers mariés à des Vietnamiennes. Les enfants d'un couple mixte dont les parents étaient vietnamiens d'un côté, cambodgiens de l'autre, est-ce que ces enfants devaient subir le même sort que leurs parents et être exécutés? Ma question était spécifiquement concernant les enfants de ces couples mixtes. Est-ce qu'eux aussi devaient subir le même sort que leurs parents? Je vais essayer de simplifier ma question. Prenons un cas très simple. Le père est vietnamien, né au Cambodge. La mère est cambodgienne. Ils ont quatre enfants. Vous avez dit que les Vietnamiennes mariées à des Khmers devaient être exécutées et que les Khmers mariés à des Vietnamiennes étaient aussi les quatre enfants de ce couple. Qu'est-ce que l'encart en faisait? Est-ce que l'encart les exécutait ou bien les plaçait ailleurs? Pouvez-vous me dire pourquoi ou comment les Khmer Rouges justifiaient-ils cela alors que, après tout, ce n'étaient que des enfants? Bien, vous avez parlé du fait que c'était à partir de 1976 qu'on allait procéder à un nettoyage qui tendait à supprimer toute présence vietnamienne dans le district de Tram Cak. C'est la réponse 36 de votre procès-verbal E319.1.32. Est-ce que cela s'est poursuivi durant l'année 77? Thôi dù bài sau khi chọc ọt miền chọc tròn ọt miền
ยอดตู้ยกไปเอ้គេគឺគេជន់សពសានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនិយាយអ៊ូចអីនិយាយបឿនហ្នឹងក៏តក្រូអ៊ូចហ្នឹងអត់ដែលមានការកាប់សម្លាប់អីតរទៀតទេចប់ហើយសម្លាប់ជាជនហើយអស់ញាតអាមកម្លាយហោះមានសល់អីមានអីធ្វើសម្លាប់ទៀតចប់ទាំងហ្នឹងតោះ Très bien, je me permets de vous rappeler qu'Yebun a déclaré avoir été nommé chef de district adjoint en octobre 1978 et pas en 1977. Concernant cette date, peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, je voudrais citer un procès-verbal d'audition de quelqu'un qui a témoigné ici. C'est la personne qui s'appelle Ching Sreimong. Ching, le procès-verbal d'audition est le E3/58/32. Alors, ce témoin était basé dans la commune de Ningyang durant la période du Cambodge démocratique. Et elle a déclaré ce qui suit à la réponse 14 de son procès-verbal d'audition. Voilà ce qu'elle dit. Je cite, « Vers la fin de l'année 1976, le chef de la commune a déclaré qu'on allait renvoyer les Vietnamiens dans leur pays. Certains Khmer ont même menti et ont déclaré qu'ils étaient Vietnamiens à cause de la difficulté de la situation générale. Ces gens-là ont tous été massacrés. Durant la première étape, au cours de l'année 76, les Vietnamiens ont été certainement renvoyés à leur pays. Mais dans la deuxième étape, ils ont tous été emmenés pour être exécutés. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez d'une annonce qui aurait été faite par le district aux différents chefs de commune vers la fin de l'année 1976 concernant les Vietnamiens, comme le dit le témoin Ching Sreimong? Tout à l'heure, vous avez fait état d'une politique nationale. Vous avez dit que c'était une décision nationale d'éradiquer, enfin d'éliminer les Vietnamiens. D'où venaient ces ordres de nettoyer, de supprimer toute présence vietnamienne? Est-ce que vous avez su exactement d'où cela venait? Est-ce que c'était du centre du parti, de la zone sud-ouest, du secteur ou du district? មកពីមជ្ឈិមមកពីប៉មកពីពំភៈនិរដីមកពីស្រុកឬក៏យ៉ាងណាបាទចង់នឹងអត់បានជ្រួតជ្រាបអត់បានដឹងទេព្រោះតាផែនការអីស្រុកទទួលដល់ពីខេត្តហ្នឹងរឿងពីមជ្ឈិមពីអីអត់បានដឹងហើយឃើញវត្តមកពីខេត្តខេត្តមកអោយស្រុកស្រុកសេះទៅអោយឃុំតែប៉ុណ្ណឹងដឹងអានោះឃើញចាក់ចោលគ្នាជាប់រឿងមជ្ឈិមដែលមកអត់ដែលមកទេអត់ដែលមានសម្បត្តិមកទេ Bien, je vais relire une partie de votre procès-verbal d'audition E319.1.32 à la réponse 37 ainsi que la réponse 46. Vous avez fait une distinction entre les communes qui avaient le droit d'arrêter et d'exécuter les Vietnamiens elles-mêmes et d'autres communes où c'était le district qui en était chargé. Voilà ce que vous avez dit à la réponse 37.
Les communes de Port Trabec, Trapping Tom Chun, Trapping Tom Bong, Samrang, et de Nengyang avaient une marge d'autonomie. Autrement dit, les chefs de ces communes avaient le pouvoir d'arrêter des Vietnamiens et de les exécuter eux-mêmes, sur ordre du district. Tha Chai exécutait des Vietnamiens sur ordre de la région. Réponse 46. Vous avez dit ceci. Il n'avait pas besoin de faire de biographie. Il savait très bien qui était vietnamien. Dans les communes que j'ai citées plus haut, c'était les chefs de communes qui arrêtaient et exécutaient les Vietnamiens de leurs propres mains. Dans d'autres communes, c'était l'Ankar elle-même qui faisait ce travail. Fin de citation. Vous avez dit qu'il n'était pas nécessaire d'établir de biographie car on savait bien qui était vietnamien. Mais est-ce qu'au sein de chaque commune, y avait-il des listes qui avaient été faites des Vietnamiens ou de personnes venues du Cambodge qui habitaient dans ces communes? บ้านออยจักกีจนเจียดเวียดนามนูกินเยอะเวียดนามหมอมนูตึกได้กลางเจียงเยอะจักจนเจียดเวียดนามไปเบอร์ดันเยอะไหมกี่อัดจักที่จักจนนานาได้เจียงเยอะเพียสาเนี่ยตัววินจะหมอนะเพียสายวนนะอันนั้นคุ้มแบบพวกตัวไปตีมวยตีปีแปลงทองเจิงตีใบแปลงทองโป่งตีบ้วนคุ้มกู้มาจิมเฮียงตีพรำคุ้มสำรองตีปมวยคุ้มเหยียงอันนั้นกินจักกาหนูจอบเจิงพนมกี่ออยจักกาเหยียงคล้วนไอ้ดอลคุ้มสำรองไปเทียนคุ้มน้องสมอตะแคมกี่ถ้าออยตะแคมน้องจักกาดอลตะแคมก็อัดเถ
Le régime de Lon Nol a exécuté des Vietnamiens. Seuls ont survécu ceux qui étaient à l'extérieur du district. Le régime Khmer Rouge les a pourchassés de nouveau. Quand vous parlez du fait que l'Orne faisait des arrestations et les exécutait, est-ce qu'il était tout seul ou est-ce qu'il était aidé par des miliciens ou des gens du district ou des communes? Vous avez dit que Lorne était le beau-frère cadet de Tamok. Est-ce que lorsqu'il convoyait ses Vietnamiens vers le lieu d'exécution, est-ce qu'il agissait sous les ordres de Tamok? Est-ce que Lorne s'occupait également de la commune de Ching Thorn ou bien ce n'était pas le cas? Oui, d'accord, j'ai bien compris, mais est-ce qu'il est allé chercher des Vietnamiens dans la commune de Ching Thong? Ou bien cette commune bénéficiait de l'autonomie de pouvoir arrêter et exécuter les Vietnamiens elle-même? Merci, j'en ai presque terminé. Je voudrais simplement que maintenant vous puissiez consulter trois listes qui doivent être à votre disposition là-bas à Battambang. Ce sont les listes suivantes. E3-4083. Je répète, E3-4083. Et avant de citer les IRN, je vais continuer avec l'énumération des autres références.
Le deuxième document est E3-2615. Et le troisième, E3-2281. E3-2281. Alors, je vais vous laisser le temps de, ou plutôt le temps à la personne qui vous aide de Wesu de retrouver ces documents. Et en attendant, je vais vous dire que ce sont des listes qui ont été établies par des communes du district de Tramkak, identifiant des familles Khmer Krom. Dans ces communes et précisant chaque fois le grade de militaire que les membres de ces familles avaient dans le régime de l'ONNOL. Ces trois listes datent de la même période. Alors, on va commencer par la première. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. C'est E3-4083. Et les pages en Khmer qu'il faut regarder sont les pages 000-68033. Et ensuite, il faut passer une page. Et c'est la page 000-68035. En anglais, 00-3-2-3-9-6-6-A-6-8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 -
Donc vous dites que vous n'avez jamais vu ce genre de liste. Vous nous avez dit également qu'il n'y avait pas de Khmer Krom dans le district de Tram Kap. Mais ici, on voit que les communes établissaient des listes de Khmer Krom. Alors, est-ce que vous voulez corriger ce que vous avez dit tout à l'heure ou bien vous persister en disant qu'il n'y avait pas de Khmer Krom à votre connaissance dans le district de Tram Kap? ដែលឬទេថាតាមដែលលោកដឹងមិនមានខ្មែរក្រមរស់នៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់នោះបានភ្លេចអស់ហើយអត់មានចាំពាក្យអស់នឹងទេដឹងពីនិយាយពីកាលអត់ដែលនិយាយឲ្យភ្លេចការចងចាំទាំងអស់មកពីខ្ញុំឈឺធ្ងន់ពេកវាភ្លេចបាត់អស់ទៅ Je ne dis pas que vous l'aviez dit, je dis simplement qu'il y a des documents au dossier qui montrent que les communes établissaient des listes de Khmer Krom. Donc est-ce que vous confirmez que vous n'avez jamais vu ce genre de liste et que vous n'avez pas non plus vu de Khmer Krom dans le district de Tram Kap à l'époque? បានហ្នឹងអត់ដែលដឹងតោះអត់ដែលដឹងអត់ដែលលឺគេនិយាយផងអត់ដែលគេធ្វើជីធ្វើអីគេមកប្រាប់យើងឲ្យដឹងឲ្យឮអត់ដែលដឹងទេជាជនណាដែលប្រាប់ចឹងចឹងឲ្យដឹង Très bien, monsieur le témoin, je vais respecter ma parole et céder la parole au parti civil et je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez pris pour répondre à mes questions. Merci, monsieur le président. Nous sommes en compte sur le pays de l'air de l'eau, 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 de ក្នុងនាមសហមេតវីនមុខតំណាងដល់មណ្ដងរដ្ឋវិញនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីទីស្រីណាដើម្បីសួរសំណួរដល់សាកសីរូបនេះសូមអរគុណលោកប្រធានអរគុណព្រះអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញលោកស្រីមេតវីសូមអរគុណលោកប្រធានជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានលោកចៅក្រមនិងអង្គសហនការទាំងមូល នឹងសូមជម្រាបសួរលោកសាក់សីនាងខ្ញុំឈ្មោះស្រីទីស្រីណាជាមេធាវីតំណាងដំដងរដ្ឋពេលនេះមានសំណួរមួយចំនួននឹងធ្វើការតាំងជូនទៅលោកជម្រាបសួរលោកអល់ហឿនលោកលឺខ្ញុំសួរដែរទេសួស្ដីលោកអល់ហឿន មុននឹងខ្ញុំធ្វើការតាំងនេះធ្វើការតាំងសំណួរខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ចំណុចមួយចំនួនដែលការពីព្រឹកមិញសហប្រញ្ញាគាត់បានសួរទៅលោកហើយនឹងលោកបានធ្វើការឆ្លើយមួយចំនួនធំលោកបានលើកឡើងថានៅពេលដែលប្រជាជនជម្លៀសពីទីក្រុងភ្នំពេញ ទៅវត្តចំប៉ាលើលោកបានលើកឡើងថាមេឃុំនិងមេភូមិទាំងអស់គឺត្រូវបានគេចាត់ឲ្យត្រៀមក្នុងការទទួលប្រជាជនថ្មីសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើនរណាជាអ្នកចាត់ឲ្យមេភូមិឬក៏មេឃុំក្នុងការទទួលប្រជាជនថ្មីនោះ តែលោកចាំបានដែរឬទេអីកែចឹងវិញមើលអសរមើលអត់ចូលមកធ្វើការសំសួរនំទី
អត់ទោះលោកអល់ហឿនតើលោកស្ដាប់សំណួរខ្ញុំបានដែរឬទេបើសិនជាស្ដាប់មិនបានខ្ញុំនឹងធ្វើការតាំងសំណួរសារជាថ្មី ហើយអោយគេមានខុំនឹងរៀបចំដៃក៏ចប់គ្រប់ចាស់ទាំងអស់សុំប្រជាជនយកទៅទទួលបាយគេខុំមកទឹកទួលបាយគេចោលហើយធ្វើជីបានដែរចែកហើយមកខុំមកខុំបានប្រមាណគេខុំនឹងចប់ដែរចែកហើយគេនាំខុំនឹងអោយទៅទទួលមនុស្សនឹងនាំចែកមកភូមិមកស្រុករបស់ខុំនឹងវិញ អានឹងនឹងគឺសម្រាប់មេសោះហើយប្រធានទីសោះសោមនគេទៅចាត់ចែងក្នុងហ្នឹងទៅចាត់ចែងក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលគេប្រមូលមកទុកចបាលើកហ្នឹងសោមនហើយតែស៊ីហ្នឹងគេធ្វើជីពីណាហ្នឹងតែចែកជាមួយឃុំអានឹងសូមជម្រាបខ្លីប្រហ្នឹងសូមអរគុណខ្ញុំសូមបន្តសំណួរបងនាងខ្ញុំទៀតខ្ញុំសូមសួរថាតើក្រៅពីការចាត់ចែងឲ្យទទួលប្រជាជនតើគេមានចាត់ចែងឲ្យ ធ្វើអ្វីគេមានចាត់ចែងឲ្យមេភូមិមេឃុំធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតទៅលើប្រជាជនថ្មីទាំងនោះដែរឬទេបាទគេប្រាប់ឲ្យធ្វើហូបចាស់ឲ្យនៅហូបជំរុញឲ្យគេនៅហើយចែកស្រូវចែកក៏ឲ្យគេហូបគេហូបនៅតាមក្រុមចែកជាក្រុមជាពួកមួយគ្នានឹងចែកចាត់ចែងគ្រប់កាងយើងគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ សូមអរគុណខ្ញុំសូមធ្វើការបន្តសំណួរខ្ញុំទៀតលោកបានលើកឡើងថាមានការផ្ដល់ផ្ទះសម្បែងឲ្យប្រជាជនតើផ្ទះសម្បែងដែលគេឲ្យផ្ដល់ឲ្យប្រជាជននៅក្នុងកំឡុងពេលនោះយ៉ាងម៉េចដែរលោកមានភិនភាកយ៉ាងដូចម្ដេចតើការរស់ផ្ទះសម្បែងនោះអាចទទួលយកបានដែរឬទេឬមួយក៏គ្រាន់តែជាការសាងសង់ជាខ្ទមឬក៏ជារោងដែលធ្វើអំពីប្រក់ យករស់យកឲ្យឈើប្រក់ដើម្បីធ្វើជារោងអីអញ្ចឹងតើអានឹងគេខាងភូមិឃុំហ្នឹងគេជាអ្នករៀបចំទុកជាស្រេចដើម្បីឲ្យប្រជាជនទៅដល់នៅតែម្ដងឬមួយក៏តម្រូវឲ្យប្រជាជនទៅដល់គាត់ធ្វើខ្លួនឯងថែមទៀតឬក៏ម៉េចលោកអាចជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រាបបានដែរឬទេបាទសូមជម្រាបប្រសាឥឡូវនឹងបញ្ហាហ្នឹងអត់ប្រប្រាក់ទេចំពោះប្រជាជនដែលតូនៅភូមិឃុំជាមួយប្រជាជនហ្នឹងគឺ ដោយថាក្នុងដីរំដោះគេហ្នឹងគេជំនឿគេឲ្យពួកដែលនៅក្នុងដីរំដោះហ្នឹងចេញទៅធ្វើការស្រុកក្រៅហើយចាស់គេនៅទំនេរអត់មានមនុស្សគឺចេញអស់ពាក់កណ្ដាលហើយមនុស្សនៅមួយមួយទេហើយដល់គេជន់ថ្មីទៅគេឲ្យទៅនៅតាមចាស់ចាស់ហ្នឹងចាស់ចាស់ដែលមានសល់ទំនេរអត់មានមនុស្សនៅចាស់ណាក៏អត់មានមនុស្សណាក៏អត់មានមនុស្សដែរគេឲ្យទៅនៅតាមចាស់ចាស់ហ្នឹង មានតាក់ធំក្នុងពីគ្រួសាររូបតាក់តូចនៅមកគ្រួសារអញ្ចឹងទៅគាត់ចេញទៅធ្វើការក្រៅក្នុងជួបានពលពលហ្នឹងគឺចាត់តាំងឲ្យទៅធ្វើការងារក្រៅស្រុកអត់ទៅអានឹងបានចាស់ចាស់ហ្នឹងនៅហើយសូមអរគុណលោកចោះរបបអាហារដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទអានឹងខ្ញុំជម្រាបភាសាកាលខាងដើមហើយថាចិនចិត្តទៅ 5 អង្គ5ខ្សោមរៈ5មុខទាំងអស់មកផ្ដល់ឲ្យវិជ្ជាជនដែលគេជំនឿចេញពីទីក្រុងគឺខ្ញុំគប់ខ្លួនហើយតាមកបតាឯងហ្នឹងមិនដាក់ហ្នឹងកលានតូចអាអង្គតែកហ្នឹងសាមសិបតោលើកមិនដាក់ឯងឌីមិនដាក់ឯងតម្លាក់អាហ្នឹងគប់ខ្លួនហើយយងកលចែកតាមមាត់គេហូប៉ុន្តែវិជ្ជាជនចាស់គាត់ច្រើនណាស់វិជ្ជាជនភ័យគាត់ច្រើននៅគុំលេខ4មកអស់នេះណាស់ម៉េច អត់អីហូចឹងមកមកកោយុំចលៃខំខំជាងខោពូតហើយហូបហើយនៅតែអាចនោះអាចកែមិនមែនអាចនឹងមិនមែនបណ្ដាមនុស្សវិញដល់ឆ្កែអត់ទីអាចនឹងមនុស្សគុំលីបូមនុស្សថ្មីនោះងងងងអត់ប្រាំរយងលីទីបាយជោចលៃបណ្ដាមនុស្សអាចឆ្កែឆ្កែអត់ទីអាចនឹងទេសូមអរគុណ សូមអរគុណលោកដោយសារតែពេលវេលារបស់នាងខ្ញុំនៅមានការខិតអឺ
khlai chăng ñom som ơi lok chuay chlaoy khlai khlai ơi ñom som bạch bạch tan tiệt tha ta ơi chân đai phđol angko ơi nưng ke phđol angko ơi bạch chôn nơ khnong ơi sa ko tằng mu nưng ta ke phđol ơi ơi chi rieng rohot ot chap tang pi ơi rom đọh ban rohot đọl chap lobob khmai khom rư muay ko tup miên ta mđong nưng te ba som chimrieb ke phđol riya ma chnam pi chất pram ngày rom đọh nưng rohot đọl chap 6 ke phđol đọl nè bẹt cả tháng năm tiền mà tháng năm cả là kiếm đồ oi khá chừng hồ ai oi kia chuyện mấy cha năm hôm nán kiếm đồ oi đồ mà tháng năm cả là nhóm đi có cô luôn mà tháng năm là kiếm giúp đồ oi nặng kiếm việc mấy anh nặng kia chuyện chặt đồ oi hồ đồ oi kia nữa sao mà con nhóm sau mày xưa mình to tiết tẹt tông tên năng lúc ban lực là ngầm pi con và vọt ra cân này mọt trời cầm tịch chắc nhóm trong xua không không ở biển ấy miền miền này đổi đại đá lộc mà nhóm lưu trà lịch hạ sốc đôi dễ khóm nó quạt oi chặt thơ nghe tin quạt dễ thật bộ trà cái đề phum nghe tun pro tê kê đi ra pro ha ha oi sol mình nè bộ anh đi cứ thâu con bộ bát là sa căn cầm tê chay thâu bao sơ ma oi ó cầm tê tăng là bao cầm tê tăng một cột kỳ thà đấy chứ kỳ thơ nghe tin hết nhóm ha nạp tha cái thả nó thả trong tàu ở này vì chế chôn tay nạ đi ca dùng non trong đại xì nụ mà đang ngay cái thả nụ nụ nó có ạc bạc chạy nó thả ổ tốt lục nhóm xóm thua ca bật to xong nổ môi tiết ơi trong xua tha ta ơi bịa đè quăng vào vọt sáng nâng ta ơi dây dây không nâng có bạc ca bịa nâng đợi khuôn ái rư môi có bịa nâng chanh màu bị khang nạp xền chanh màu bị bạc phục nạp xền ở bàn đăng đẹp phụ trọng ở trạng khuôn thương mê tính gọn dây gần chẳng đăng có trực tụ phán ca bị ngã ở đăng xong ạ con ơi nhóm xong mời bà trẻ tôi lơ cho nói mũi tiết để lục ban lực lang ngầm pi tầm mọc lục lực lang tha tầm mọc ban thơ màu thơ mê tinh chùm nguồn bày đón hay tiện tông cho mũi nâng mê tinh để lực ngầm pi ca trị bà lại chúng nhóm trong xua tha ơi nơi cứ nong ơi xả co trăm cọ nắng ơi cái miền đầm rẫy bị chi chôn từ thua cá chích vào lại chân men tới lốp có chóp nữa chá chóp em thở sống chờ lại lốp sống chờ lại ba bị chia chân con ông sọc làm cọ tặng muôn cứ tặng xây tặng pro gồm cái này tốt tụng nốc chi và lai chi tặng giúp chi tặng ngày ngày nào cũng bon ngày nào cũng bon bon hay cái đó tung cả hòm cái tha tung cả hòm đi cứ miên tặng thằng múc miên tặng cho mò phu thằng còi thằng múc còn hồ chiêm rồi vô tung đồ đồ có thằng còi cứ bỏ hồ chiêm đó chứ nhỉ tung cả hòm cứ tung phải giúp lớp đây thơ tôi nộp thơ và lại tặng tôi tặng ngay tặng họ cái này giúp tôi mong một buôn hay giúp nó tôi mong một buôn mà hồ bài hời bộ bài luôn hay mong một buôn tôi lớp lớp ba là mà mong nó đòi mong mà để vì nó ngay thơ tôi mong mà tôi đọc là bàn một hồ bài một hồ bài hời ở bàn chấm rã đi một đòi hồ bài nặng là ở bàn hồ đòi mong mui thì bàn hồ nó cả từ non bồ bồ nó bộ ba duy trì đi mà hà bộ ba thì ai hiền loạn mất đi tầm mất từ non hạ cỏ ba chồng chồng mình ba 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 mới grow sau mà con ở nhâm sông mà sửa bắt đầu tiết nhâm trong sửa thà ca chích bật lại ní cứ cây đầm rồi ai tai bật chích chôn thay mai được bật chích chôn đọc bẩm bẩm mấy sa từ chích rư môi co miền lệ khăn xanh pin đi ba ớt miền chi chun mấy ớt miền cha tăng chân tăng duôn tăng chạm tăng khuya ở tầm miền gì mà nu luộc xong chi tăng ở kia hay luộc xong yu yu lên miền luộc sạch thơm lại là tăng ở kia lắm lắm ớt thả khmer thả chân thả chạm thả duôn khuya đấy thơ tăng ở cái nốt bộ bé chân thơ chân sống ở con nhằm sống thơ ca bà to sống nổ tiết tiện tông tình năng ca chi chập chích bật lại nè, long tam ca sừng kê là bò lục, nhâm trong xua lục tha tá cờ lóng máu miên đài ở
miền cà thuê tiền đồn cam từ lơ bị chi chôn đại quạt miền cà bạc cầm lắng nơi không cà chích bả lái quạt đôi môi có cà xanh bạc quạt mình tơ mộc xanh đây 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 bạc quạt nó mình tơ mộc xua thật ta đại miền cà thuê tiền đồn cam từ lơ bị chi chôn tiền nông đại rư ớt nơi không cầm lòng pe nông bà xong chụp bìa bả ra chụp non nắng ớt tròn miền thơ bà thế nà chi chừng thơ đồn nốt lơ bả lái nè ọt miền thơ bạc bị chia chôn nên bị chia chôn lược đây à cả lạ ra sao đất bắt đèn chết nó tuôn kho nó đang có ọt kia ọt thải này hay nhà để lạ ra sao cứu đang có ọt hiền đòn mòn này lạ hô cho là rê cho bờ lạ ra sao cứu hay hô ọt khô khoan và bỏ riêu riêu nó tập một lần xong ở con nhóm xong thơ ca bà chạy từ lơ cho nói mùi tiết bẹ bòn cho mùi nâng lục ban lực là ngọng pi bà chị chôn tặng mù than tặng bà chị chôn thông mấy cư miên sật mà khá nế nâng trâu cổ rục khá nế tập vinh tầm màu nâng nông chùm nói mùi nốt lục ban lực lang tha chùm buôn nè để chùm rành cứ kê chết tạ đa chùm rành sơ bằng kê tờ nè để miên sật mà khá nế cứ kê mần bạc căn khá nế tập vinh tầm màu tê chúng nhom trong su lục thật ta nẹt đại đào chầm rắn nắng quạt ơi quạt quạt cho hơi sơ bằng kê chỉ riêng rót ngay rồi coi rằng mạch đại luôn ba nhom nắng nhom khôn nẹt ai đồ thảm chế chôn thay mấy đồ nộp đạt nhom chăng hay ta chụp lăng kia cho tổ lộp sạp khổm trái ta dừng dây sau kia cho hướng kia bà bò vô bài kế mà đón đi đón bấy đón cứ chạm này thì chạm với ông người đặt là cái tôi ấy tôi chỉ biết chân chú long ta bà bà sọt bò lúc nhóm trong xua luộc thà ta ở nẹ đề nẹ nát chứ nẹ cầm nọt ở miền nẹ đa chùm rảnh được chứ nè ta còn mau bị khang ở nẹ đề đa chùm rảnh nâng còn mau bị khang khang nà đấy thả ná chỉ nẹ bà chun còn mau rư môi có quạt ở thơ đại ca phơ ca nghe chết đẹp đá chùm rảnh sớm kết nóng đòi xe mạng chất đếch luôn ai bà là nóng có nhóm chùm riêng trống ấy đi ọt lẽ bộ có nhóm chùm nà rộng cơ nhóm khơi nhóm ọt lẽ băng ấy cứ con sốc nóng nóng ngon kì chạy cầm lăng cả dốt láng chạy cầm lăng kì đá đế khôn khẽ khôn chạc kì nè đạp xô dốt láng kì dây ấy kì đăng thẳng ọt hay thật đăng hái cứ kế hiệu ca ọt sốc xùm ra cho chạp kì chạp ấy xong ở con nhóm xong vơ ca bà to xong nổ tiết đẹp tông tên nâng lục lực âm pi xây á nâng ca xây bề nhóm trong xua tha nơi nông sọc trăm cọ tầng mù nâng ấy nẹ đầy miên nâng ca xây á ca xây bề nâng trợ bàn kê chạp ta ca chạp nâng miên cầm tổng hôm rưu cầm rật bàn nà đá đưa cho chùm nôn nê ca chạp nâng viên miên trả nâng cầm rật nà lục ách ơi chùm điệp chùn ong chùm nôn chùm đẹp bàn đá được tế bà hướng cái thà ca xe bé nó cứ cái thà kinh duân kinh sổ miệt hay cái thà xe y án nó cứ kinh à mà đầy tàng hay tập kia chạp ấy ọt miên vô mà ôi sốc vô tàu ná cái kia vô ôi ông ta không mở nó vì không vô tàu bằng hiền thì ná đó chà chẳng nhóm xong ốc con lúc nhóm xong bà to xong nổ tiết ở miền ca khliết bằng tích cho bị thà xe lời chọc vô gần này chắc bỏ bà toàn này mà xong ở con lục thiên nhóm xong xua bà chạy tiết thà ta ca chạp ca xây A nâng ca xây B ní cứ kê chạp chia lạc nạ chùm hó rư môi có ca chạp nâng kê thơ lăng đòi lụi lẹn bạn kê chạp ọt chùm hó đấy dụp lăng kê đòi chạp bát bát đâu dương ọt bán tăng đấy phức lăng bát nữa nâng thập bà nâng ta phải chia chôn đại luôn nơi nông hạ co tầng mù nước đang ngầm pi ca chậm ni tầng ọc ni đáy rư môi cò đòi bờ đòi bậc cô na đại đắng cò đắng tơi nè na đây mình đắng cư mình đắng rư môi cò dạng mệnh đáy lục ai chuẩn bị chun ông chuẩn nông chuẩn đẹp bàn tế tập im pi than tập hiệp bạc than tập hiệp mùi ni bạn pi để kì chậm đó bạn phải lăng nông trồng dương nắng bạn mình nữa đó bạn nước sập xuống nè là kì chậm tôi bạn hay chẳng dương đang sập nè nắng đó là ngày khởi đập bát kê nông crom luôn sập xuống cái kia tuần này cái ra kê nòng tụt bát đây à nó dưỡng đăng ta lạ băng lạ sầm ngặt ở miền đàn gì bình trùng hứng ấy sập xiêu xuống cái tuần nào mòn na
សូមអរគុណលោកខ្ញុំសូមសួរថាតើកត្តានៃការបាត់ខ្លួននេះនាំឲ្យមានការវិជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យមានការបំភ័យដល់ស្មារតីប្រជាជននៅក្នុងស្រុកត្រាំកោះតង្មូដែរឬទេឆ្លងតាមការសង្កេតរបស់លោក សពជាវគ្នាថាខ្លាចតែចាក់ខ្លួនអស់ហើយបើគេចាប់សាសនានឹងយើងថ្មីស៊ីបាយលែងចូលផឹកទឹកលែងផឹកឬភ័យខ្លាចទាំងអស់គ្នាតែចាក់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាគេចាប់នោះចាប់ពេលទៅអានោះសូមអរគុណខ្ញុំសូមធ្វើការបន្តសំណួរទៀតតកតឹងនឹងការបោះសម្អាតដោយខ្មាំងជួប៉វិញតើនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះមានការបោះសម្អាតខ្មាំងជួប៉ទេក្រៅពីការចាប់ក្រុមសេអាកាសេបេនោះបាទមានដូចតែគ្នាក្នុងក្រុមប៉កុំនេះនឹងមានច្រើនប៉ុន្តែគេចាប់
ອັນເພີຕ້ອງສ້າງຍັງບໍ່ເດປະຊັງກະລູກສຽຍຕາຫ້ອງສັກຫນ່ວຍຈອມຄົນນັ້ນໃຫ້ເລດເລດມາກົມລູກສອງນັ້ນທົ່ວໂດຍຖ້າ 3 អានឹងគឺធ្វើតបានដល់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយកំពុះលុយកាក់បុណ្យទៀតឲ្យអស់អស់មានធ្វើអីទាំងអស់គឺគិនតឲ្យតំណឹងនេះសំអរគុណខ្ញុំសូមសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រីខ្មោចកូនក្មេងខ្ញុំលើលោកលើកពីខាងដើមមកថាឲ្យមានមនុស្សក្មេងជាច្រើនក៏ត្រូវស្លាប់ដោយសារជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងមួយចំនួនទៀតគឺត្រូវគេមានមនុស្សមួយចំនួនត្រូវគេបញ្ជូនទៅសម្លាប់នៅទីនោះឆ្លងតាមឲ្យការសង្កេតរបស់លោកខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើអ្នក
ដើមដឹករបស់វេនេះលើកអំពីការសង្កេតរបស់សាក្សីហើយដែលនេះមេធាវីមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលដ្ឋានថាតើសាក្សីនេះបានឃើញបានដឹងបានលឺដោយរបៀបណាទេនៅអង្គហេតុដែលបានលើកឡើងមកនេះគឺគាត់បាននិយាយនៅអ្វីតែតាមតែគាត់ចង់និយាយហើយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលដ្ឋានដែលថាតើសាក្សីបានដឹងបានលឺនឹងនៅពេលណាកើតឡើងដោយរបៀបណាគឺអត់បានបញ្ជាក់ទេបាទសូមអរគុណ នាងខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយតបលោកប្រធានឲ្យដោយសារតាទីមួយខ្ញុំមើលទៅលើកត្តាពេលវេលាដែលពេលវេលាខ្ញុំឃើញគិតថាវាជាចុងម៉ោងទៅហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនបានធ្វើការបញ្ជាក់ទៅដល់គាត់ទេហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងពីនៅទៅលើពាក្យថាសង្កេតរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំសំដៅទៅលើសាក្សីរូបនេះគាត់បានដឹងច្បាស់ហើយថាគាត់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបហ្នឹងគាត់បានដឹងបានយល់បានច្បាស់ហើយនៅក្នុងរបបហ្នឹងបានខ្ញុំយកប្